án khu chức năng đô thị DM1 có tên thương mại là dự án FLC Premier Park do công ty cổ phần tập đoàn FLC làm chủ đầu tư, nằm trên trục đường Tố Hữu 70 kéo dài. Dù dự án FLC Premier Park mới đang triển khai thi công hạng mục hạ tầng kỹ thuật, nhưng đã bộc lộ nhiều dấu hiệu thực hiện không đúng về các quy định của Luật Bảo vệ Môi trường, Luật Tài nguyên nước. Được biết, ngày 9 tháng 2 năm 2021, dự án được Sở Xây dựng Hà Nội cấp phép xây dựng để triển khai hạ tầng kỹ thuật. Hiện dự án đang gấp rút khẩn trương hoàn thiện các hạng mục đã được phê duyệt. Tại mục 2.2, theo phụ lục của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ký cấp vào ngày 7 tháng 8 năm 2020 cho biết, tổng lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tại công trường khoảng 10 mét khối trên ngày đêm. Nước thải thi công phát sinh từ quá trình rửa xe khoảng 26,7 mét khối trên ngày đêm, quá trình rửa dụng cụ thi công khoảng 1,5 mét khối trên ngày đêm. Tổng lượng nước thải phát sinh trong quá trình thi công khoảng 28,2 mét khối trên ngày đêm. Như vậy, tổng lượng nước thải sinh hoạt và nước thải thi công của dự án Premier Park phát sinh là 38,2 mét khối trên ngày đêm. Đối chiếu với các quy định trong giai đoạn xây dựng dự án FLC Premier Park xả thải trên 5 mét khối trên ngày đêm, thì đây là dự án bắt buộc phải xin cấp phép xả nước thải vào nguồn nước. Bởi các trường hợp phải xin phép xả nước thải vào nguồn nước đã được quy định rõ ràng tại khoản 1, khoản 2, điều 37 của Luật Tài nguyên nước năm 2012, cũng như tại điểm B, khoản 3, điều 16 của Nghị định 201 năm 2013 NĐ-CP. Cùng với đó, tại phụ lục của báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt đã yêu cầu chủ đầu tư thực hiện cấp phép xả nước thải vào nguồn nước theo Nghị định 201 năm 2013, cũng như Thông tư số 27 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trao đổi với phóng viên ông Nguyễn Viết Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đại Mỗ cho hay. Đối với lại những nội dung các đồng chí có ý kiến ấy, thì thứ nhất là dự án này là đã được Ủy ban Nhân dân thành phố cấp phép xây dựng. Một cái nữa là cái liên quan đến cái đảm bảo môi trường trong xây dựng thì chúng tôi đang yêu cầu gửi về để gửi nốt về để chúng tôi thực hiện, nhưng mà đơn vị cũng chưa cung cấp giấy phép xả thải. Hiện tại chúng tôi chưa nhận được cái giấy phép xả thải của họ. Kết thúc buổi làm việc, phóng viên đã cùng ông Quỳnh, tổ trưởng tổ quản lý trật tự xây dựng đô thị phường Đại Mỗ đi thực tế tại dự án. Tại đây, phía góc cổng dự án, chủ đầu tư và nhà thầu đang sử dụng nước giếng khoan trái phép để phục vụ thi công. Một vòi nước thì được đưa vào trong công trường để phục vụ thi công bên trong. Còn vòi nước còn lại được đưa ra ngoài, có lẽ là để phục vụ việc rửa xe, rửa đường. Ngay lúc đó, phóng viên đã trao đổi với ông Quỳnh để lập biên bản ghi nhận hiện trạng. Nhưng ông Quỳnh nói rằng lúc này không có giấy bút, để buổi chiều sẽ ra lập biên bản sau. Tuy nhiên, sau nhiều ngày liên hệ với ông Quỳnh, đến ngày 18 tháng 6 năm 2021, ông Quỳnh mới có câu trả lời cho phóng viên. Vốn thì có hai cái lỗ khoan nhưng mà chưa có hai cái lỗ nhưng mà chưa có giếng cái gì cả. Còn cái hiện trạng về khiến hoạt này thì anh là có giếng nhưng mà chưa lâu không sử dụng thì anh là hiện trạng rồi báo cáo đội để mình làm tổ công tác ở trên quận ấy. Thứ hai tổ kiểm tra thế nào thì có hồ sơ là anh sẽ trao đổi. Việc phủ nhận dự án không sử dụng nước giếng khoan là hoàn toàn vô lý, bởi trước đó, chính ông Quỳnh đã cùng phóng viên tận mắt chứng kiến chủ đầu tư đấu nối vòi nước sử dụng giếng khoan vào hộp đi thực tế ngày 11 tháng 6. Vào sáng ngày 25 tháng 6 năm 2021, phóng viên tiếp tục có buổi làm việc với ông Nguyễn Viết Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đại Mỗ. Tại buổi làm việc, ông Hùng cho biết. Có nghĩa là anh giao cho Quỳnh là nội dung như này. Quỳnh xin ý kiến của đội về thẩm quyền và xử lý nếu có thì chứ có phải bảo là bây giờ mình phải báo cáo đội để mình đội làm cho mình đâu. Bây giờ anh em mình đi vào DM1, anh sẽ gọi một đồng chí công an phường đi cùng, sau đó vào để kiểm tra. Thế còn cái việc hồ sơ nhá thì anh giao cho Quỳnh, nhưng mà liên hệ đến thời điểm này là Quỳnh thì hồ sơ chưa cấp cho anh. Nếu mà có cái hiện tượng mà tự đi chám lấp, bởi vì chám lấp em ạ, về nguyên tắc chám lấp nó rất cầu kỳ. Do vậy là chám lấp yêu cầu đổ cát này, đổ kiếp rồi đổ đất sét, đất sét nó đầy đổ vào này. Đúng xong rồi. Nó mới kín lại, xong rồi ở trên nó mới láng lại một cái lượt gọi là để cho nước không ngấm xuống ấy. Có nghĩa là cái chám lấp nó rất quan trọng. Thì cho nên là cái này nếu như trường hợp nó có mà tự chám lấp thì anh sẽ làm cái báo cáo của quận. Thế còn cái việc hồ sơ nhá thì anh giao cho Quỳnh, nhưng mà liên hệ đến thời điểm này là Quỳnh nói thế là chưa được. Quyền giấy phép xả thải cho đêm một này, một tuần nữa là có, một tuần nữa sẽ có. Nó bảo bây giờ mà em đang xin phép mình xả thải thì có kết quả em phải báo cáo này bên ủy ban bằng văn bản. Sau đó, ông Hùng đã cùng với phó công an phường và phóng viên đi ghi nhận thực tế tại dự án. Tuy nhiên, công ty cổ phần tập đoàn FLC đã nhanh chóng đổ bê tông làm vỉa hè ngay tại khu vực giếng khoan nhằm lấp liếm, xóa dấu vết
về hành vi khai thác sử dụng nước giếng khoan trái phép sau khi có thông tin báo chí phản ánh. Tuy nhiên, sau nhiều lần cố gắng liên hệ với ông Quỳnh, thì phóng viên lại chỉ nhận được câu trả lời như thế này. Anh đang ở đây rồi, xong rồi xin ý kiến anh Hùng để nhé. Dù lãnh đạo phường đã chỉ đạo rất rõ ràng, quyết liệt, nhưng dường như ông Quỳnh lại đang cố tình tìm nhiều lý do để từ chối, trốn tránh không cung cấp hồ sơ cho cơ quan báo chí. Và chăng, ở Ủy ban Nhân dân phường Đại Mỗ lại đang xảy ra tình trạng trên bảo dưới không nghe. Tại sao lại nói như vậy? Bởi ngay chiều ngày 25 tháng 6 năm 2021, phóng viên đã nhận được cuộc gọi của ông Quỳnh và ông này cho hay. Anh bảo này, cái đấy thì anh đang hỏi xin ý kiến của quận ấy. Tại vì là cái quận anh thì không giao cho thanh tra xây dựng, đội thanh tra xây dựng làm cái hạ tầng về con giếng nước đấy. Thì bọn anh đang phường đang làm văn bản cụ thể như nào anh sẽ báo cáo sau. Với trách nhiệm là tổ trưởng tổ quản lý trật tự xây dựng đô thị phường Đại Mỗ mà ông Quỳnh lại phát ngôn ra câu nói này thì không hiểu năng lực cũng như chuyên môn của ông Quỳnh đến đâu. Tại khoản 4 điều 42, Nghị định 139 năm 2017 NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi khai thác nước ngầm mà không được cấp có thẩm quyền cho phép với mức phạt từ 40 đến 50 triệu đồng. Trước những dấu hiệu sai phạm của công ty cổ phần tập đoàn FLC tại dự án FLC Premier Park, đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhanh chóng chỉ đạo các sở ngành chức năng và Ủy ban Nhân dân quận Nam Từ Liêm vào cuộc kiểm tra, làm rõ cũng như có những biện pháp xử lý thật nghiêm minh. Trong phóng sự tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới quý vị về những dấu hiệu sai phạm trong việc thực hiện luật bảo vệ môi trường tại dự án FLC Garden City Đại Mỗ.